Đây đặc biệt là có cánh này, có lườn đúng không? Vâng, có mỗi thứ mỗi ít anh ạ. Đây là lườn, còn đây là lưng, có cả đùi lườn này. Em ơi, đây là ba bát này toàn 120 hết ạ. Vâng ạ, ba bát 120. Ở đây bạn thì bán 120.000, bạn bán rất nhiều luôn các bạn ạ. Ấy, cái nồi dài thế nhỉ? Vâng ạ. Dài nó bên dưới là đun điện này em? Bên dưới nhà em đun bằng ga. Bằng ga? Bằng ga anh ạ. À. Vâng, cái nồi dài như này để là nó chứa được rất là nhiều xương. Nhiều xương và nhiều nước. Cái nồi này nó sâu nhỉ? Vâng ạ. Nồi này được 100 lít không em? Nồi này thoải mái 100 lít anh ạ. Chỉ là em lại lấy thêm xương ra của hai nồi. Làm sao mà cho cái nồi xương của mình nó đạt cái mức độ xương này rất nhiều. Đây có phải là cái nước ở trong con gà đúng không chị? Đúng anh ạ. À. Anh ơi, đây là nước phở nhà em nhé. Thì là mình sẽ đổ vào đây và bật bếp ga bằng cái tiếp. Ninh với xương tiếp ạ. Cái nước này là nước luộc gà đấy hả? Dạ vâng, nước luộc gà và nước xương. Ừ. Hết cái nước béo của nó đi em nhỉ. Vâng, bỏ hết những cái như cái ninh xương thì nó sẽ ra những cái nước ra cái vụn vụn là toàn là xương ống nó ra ấy anh. Thì là mình sẽ bỏ đi để khi làm sao mình tra là bát phở nó khách là chỉ có nước thôi. Nước nó tương đối là trong nhưng mà vẫn đạt được cái vị ngon của phở. Cái nước của em nó nhiều xương này không ấy là nó sẽ đục lắm. Dạ vâng, không cái này thì là em sẽ điều chỉnh cái lượng lượng lửa của nó làm sao cho vừa đủ để chỉ là lúc nào cái nồi nước của em cũng sẽ sôi và sủi nhưng mà không bao giờ bị đục. Không để sôi quá là vừa đủ thôi. Để lúc nào cũng giữ được cho cái bát phở thật là nóng và cái nước phở mình là mình không bao giờ đục. Cái hành gừng anh nhá, hành và gừng nướng. Cái hành gừng nướng này thì cho vào đây. Trông nó rất là đơn giản thôi nhưng mà thật ra cái khâu nướng này nó cũng rất là quan trọng ấy. Gừng là mình đã đập dập, còn hành là nướng qua và đã rửa rất là sạch với lưng với nước rồi. Thì ra những cái đen đen là những cái mình nướng, có những cái đen đen này cho nước phở rất là thơm. Và khi mà mình cho vào đây mà để cái nước phở nó đạt được cái vị vâng đây là cái phần cháy mà vâng, nó cháy cháy để nó đạt cái vị thơm ấy ạ. Bởi cái hành này mình nướng non quá không được mà già quá không được, mình đã nướng rất là vừa tới thôi để làm sao nó đạt được cái vị thơm nhất định cho phở ấy anh. Cái nồi nước này nhà em thì là sẽ là mình sẽ không đổ nước đầy vội vì là khi nhà em các bạn lọc gà xong em sẽ cho thêm một lượng xương gà ở đây thì là nồi nó sẽ đầy mới thêm. Vâng, để nó sẽ đầy thêm ở đây nữa. Đấy, như cái đen đen ở trong hành này thì là khi mình đổ vào đây mà có cái nào nổi thì mình sẽ vớt đi. Môn em đánh là môn gì đấy ạ em? Boxing à? Em luyện lâu chưa? Em mới tập mấy tháng. Thế ạ? Rất mạnh mẽ. Đấy. Trên này thì có rất là nhiều người ta lên đây, người ta tập thể dục, người ta có những cái hoạt động riêng tư của người ta, nói chung nó cũng rất là thú vị. Ngày trước trên này em có biết là người ta còn ở cái đầu này ấy, người ta còn có cái yoga cười em biết không? À, cái đấy em chưa nhỉ? Đấy, trước là mình lên đây mình còn quay cả yoga cười, mọi người cứ cười ha ha lên ấy, kiểu cười để cho nó xả stress ấy các bạn. Đấy, mình thấy là cũng là một môn nó cũng rất là mới mẻ, nhưng không biết đến thời điểm này thì nó còn được cái sự phát triển nó tốt hơn trước hay không thì mình không rõ, vì bây giờ thì cũng không thấy nữa. Còn hôm nay thì mấy anh em lên đây vào ngày cuối tuần, cũng dẫn các bạn lên đây chơi ngày cuối tuần một tí để xem cái không khí ở trên này. Đấy, ngoài ra thì mình cũng vào đây mình ăn phở luôn, có phở gà đây. Phở gà thì trước mình quay một năm rồi nhưng mà thôi hôm nay mình cứ quay lại đấy mình ăn đi. Thì mình cũng nghe nói người ta cũng mới có thêm cái món phở trộn ấy, cũng rất là đắt các bạn nhé. Nói chung là cũng 120 đến 150 đấy. Nhưng mà hôm nay thì cũng lên cho Dũng lên đây thì cũng khao Dũng xịn sò thì Dũng đỡ kêu. Đấy, thì quán thì ở ngay bên này thôi. Bảo Khánh thì trước mình cũng dẫn các bạn vào rồi. Thế là mình dẫn các bạn đi nha. Ở trên hồ này em thấy là có rất nhiều bộ môn thể thao mà mọi người tập buổi sáng sớm. Chào em nhá.
Anh bên kênh ẩm thực Hà Nội Food. Kênh gì anh? Ẩm thực. À, ẩm thực Hà Nội. Ừ. Em có hay lên đây tập võ không? Cuối tuần chủ nhật em hay lên đây tập với anh em. Thế à? Thế cái môn này thì khoảng bao lâu thì mình thi đấu được hả em? Thế đấy thì tùy chúng tôi cảm nhận mỗi người. Thế à? Nhưng mà chung là thầy của anh, nếu mà chúng tôi có thầy thì mày đấu được, tức là đấu được. Thế à? Em đấu được chưa? Dạ, em chưa. Đấy, nhưng mà trông những bạn mà tập võ cảm rất là cường tráng, các bạn cảm thấy nó có một cái sinh lực, nội lực ở bên trong mà mình cảm thấy là nó rất là khỏe luôn ấy. Có khi lúc nào đấy mình cũng phải kiếm một cái môn thể thao. Đấy, nó hoạt động rất là... Các bạn nhiều năng lượng ấy ạ. Ừ. Hôm nay phố đi bộ nên là xe cộ đi lại nó cũng không có. Cảm thấy là đường phố kiểu nó vắng hơn mọi hôm ấy các bạn. Em thấy là chắc là giờ này đến giờ ăn sáng rồi sao ấy? Mọi người có vẻ là đang tập trung đi ăn sáng. Ừ. Bây giờ cái quán phở gà này nó gọi là cực kỳ là đông luôn các bạn nhá. Nói là đấy, mọi người cứ bảo là giá nó cao thôi, nhưng mà tại sao nhiều người người ta ăn đến thế? Thì thực ra bây giờ dân mình nghĩ là cũng là cái đời sống chất lượng cũng đi lên rồi, mọi người nhiều người cũng có điều kiện đấy. Lắm lúc đôi khi là lên đây ăn thưởng thức cái hương vị của Hồ Gươm một tí, xong ăn một bát phở mọi người cũng khá là đầu tư. Kiểu mình nếu mà kiểu là mình ăn hàng ngày ấy, thì mình đôi khi là có khi vênh nhau 20-30 mình cũng nghĩ một tí. Đúng rồi. Nếu mà nó cái chất lượng nó tương đồng khoảng 19-10, nhưng mà nếu mà những cái ngày mà dịp mình kiểu mình đầu tư mình đi chơi. Em thì... cũng nghĩ thế, em nghĩ là ví dụ là cuối tuần chẳng hạn này, hoặc là một tháng có thể 2-3 lần mình dẫn đưa gia đình nhà mình đi lên đây vừa đi chơi vừa ăn uống trải nghiệm thì cũng sẽ thử được anh ạ. Cái phố này thì bắt đầu là cấm phố đi bộ là từ đầu kia các bạn nhé. Đây các bạn vừa rồi cũng đi qua một cái barrier ấy. Ở phía đầu kia cũng có thêm một cái barrier nữa để người ta chắn xe vào. Mình không hiểu tại sao mà ở đây là cùng một con phố thôi nhưng mà người ta lại có hai đoạn barrier đấy, mà đáng lý ra chỉ cần chặn ở đầu kia thôi là được rồi, nhưng sao lại cần phải chặn thêm ở cái đầu này thì mình không rõ lắm. À, có thể để chặn cái lối đi vào từ bên này các bạn này. Dễ ra hồ anh ạ. Đây cái lối đi vào từ bên này là người ta cũng đi được xe này. Đấy, chặn luôn cái đường để vào hồ ở chỗ này. Dũng ăn đây mấy lần rồi? Em ăn ở đây được 1-2 lần thôi anh ạ. Yeah. Là em cũng không thích ở đây bởi vì ở đây rất là đông anh ạ. Đôi khi đi ăn là phải xếp hàng. Ở đây thì các bạn nếu mà ngày thường thì các bạn có chỗ để xe nhé. Ô tô thì các bạn để ở phía mạn bên này. Người nhìn đồng kỳ luôn, rất là đông rồi, không có chỗ ngồi. Ngày xưa nhá thì quán này là người ta bán là chuyên là bán cơm. Đây các bạn nhìn đây này, người ta chuyên bán cơm nhá. Nhưng sau đấy thì mình nghĩ chắc có thể là do là cơm không thì nó không hết được cái công suất ấy. Xong người ta chuyển ra người ta bán thêm phở gà, thì lại không ngờ là cái món phở gà này nó lại trúng quả ấy. Kiểu người ta lại bán nó rất là đông khách như thế này, mà thậm chí bây giờ là mình nghĩ có khi là phở gà này lại là cái doanh thu chính. Đúng rồi, bây giờ phở gà cái doanh thu chính bởi vì là các bạn thử nghĩ xem nhá, một bát mà 120.000 150.000 một ngày ấy. Ở đây mình đảm bảo không dưới 300 khách, có khi không dưới 500, không dưới 500 đâu anh, không dưới 500 khách. Đây thì lượng khách ở đây mà đang full như thế này thì đúng là số lượng lớn thật. Chị ạ. Anh chào chị. Đây giới thiệu các bạn. Đây chủ. Là chị chủ ở đây. Chị chủ quán đây. Lần trước mình đến mình quay không gặp chị. Chị là mẹ của Việt Anh ạ. Việt Anh. Đây ông chủ trẻ đây các bạn này, ông chủ trẻ này. Ông chủ trẻ đang bận lắm đúng không? Ông chủ trẻ đang làm gì đây ông chủ trẻ? Đấy, đang chăn phở khách ạ. Thế à? Vâng. Chào các anh ạ. Bạn này tên là Việt Anh, rất là hiền lành với cả ấy luôn. Các bạn nhìn mặt rất đẹp trai bạn. Em có vợ chưa nhỉ? Em đang độc toàn thân ạ. Độc toàn thân. Đấy bạn gái này nhá, bạn gái nào mà chưa người yêu ấy thì bạn gái để ý đến ông chủ này, vừa đẹp trai. Đấy, nhà rất điều kiện luôn mà chịu khó lắm. Lại là giáo viên nhá. Mình nói chuyện mình biết bạn là giáo viên. Em dạ giáo viên dạy tiếng Anh đúng không? Đấy, ngoan lắm, ngoan cực kỳ luôn. Chăm. Sáng chắc bán được nhiều rồi đúng không? Dạ vâng. Đông khách như thế này. Dạ vâng ạ. Đây cái nồi nước dùng đây là các bạn này. Dạ. Anh quay một chút cái nồi dùng. Mọc tiết, xương, hành gừng. Sáng đủ mấy lần nước rồi em? Dạ. Bây giờ là hết sạch nước dùng, hết sạch một nồi rồi đây anh ạ. À thế nồi à? Này nồi 150ml ạ. Ừ. Đây là bát đặc biệt nhà em. 150.000 đấy đúng không? Dạ, 120 ạ. À, 120.000 đấy. Ừ.
Đây là ba bát này toàn 120 hết ạ. Vâng ạ, ba bát 120. Ở đây bạn ấy bán 120.000, bạn bán rất nhiều luôn các bạn ạ. Mà thực sự là chắc là có khi là chỉ có mỗi biệt tài nhà mình bán được thôi, chứ anh nghĩ là nhiều quán khác mà bán giá như em chắc có khi ngày được bát. Thật ra là quan trọng là chất lượng với độ hài lòng của khách ạ. Khách ăn và hài lòng là quán rất là vui và vinh hạnh rồi ạ. Đây anh cho các bạn ngó qua một tí nhá. Anh đi qua tí cho các bạn nhìn tí nhá. Em xin phép chị nhá. Đây, ông đầu bếp này, đầu bếp thì bận suốt ngày luôn. Bây giờ quán mình là bán cả ngày đúng không em? Ừ. Bây giờ giấc thì như nào rồi? 6 giờ sáng anh nhá. Em nghỉ trưa từ 2 giờ cho đến 4 giờ và từ 4 giờ chiều bắt đầu cho đến 9 giờ đêm. À. Đây mình cho các bạn lên gác xem phía bên trên nhá. Sau đấy thì mình xuống đây mình sẽ tương tác một tí. Vâng, chị cứ đi ạ. Anh lên đây đi. Bên này thì bàn VIP. Bàn VIP người ta ngồi gia đình, phòng lạnh. Đông hết rồi. Đông kín hết. Bên này thì đông kín hết. Nhà mình ở đây có tầng 3 không em? À cả tầng 3 nữa à? Thế thì mình đưa các bạn lên xem tầng 3 luôn. Bên này cũng giống như là cái tầng phòng bên dưới. Đầu kỳ luôn. Không còn chỗ. Này. Hết chỗ rồi em. Siêu đông luôn các bạn ạ. Bác phở bàn mấy đây? Phở bàn 9 chưa? Đấy chị, có khi là đứng chỗ này không gian làm là thoáng sướng nhất nhà đấy nhờ. Người em học nhiều lắm anh ạ. Ừ, ok hả? Dạ vâng. Đấy, ở đây thì bạn ấy thái sẵn từng cái suất như này các bạn ạ. Mà rất là nhiều thịt gà nhé. Cái này là cho những suất đặc biệt đấy hả? Vâng, đặc biệt anh ạ. Anh thấy nhà mình có bán cả suất thường là 60.000 ý. Thì cái suất đấy so với suất đặc biệt thì suất này bán nhiều hơn. Đặc biệt em bán sẽ bán nhiều hơn anh nhá. Nhiều hơn ạ? Dạ vâng. Đây các bạn thấy không? Bạn ấy chỉ có xếp những cái suất đặc biệt nhá. Đây đặc biệt là có cánh này, có lườn đúng không? Vâng, có mỗi thứ mỗi ít anh ạ. Ừ. Vâng. Đây là phần đùi hả em? Đây là lườn, còn đây là lưng. Có cả đùi lườn này. Em ơi. B2 ạ. Vâng, anh ơi. Đơn là sẽ chuyển ra đây, nhận ở trong kia chuyển ra đây. Sau đấy thì em sẽ căn cứ vào đơn này là em chặt đúng không? Dạ vâng ạ. Khách nhà em sẽ ngồi bàn, các bạn ghi phiếu ấy. Vâng, xong rồi sẽ chuyển ra quầy phở anh nhé. Ra đây, anh ngồi ngoài này. Đây là một bát bình thường nhà em nhé. À, bây giờ bát thường đây hả? Vâng ạ. Bát thường thì thường nó sẽ là dùng cái phần nào của gà ấy? Thịt trắng anh ạ. Thịt lườn. Khách ăn béo thì... Các bạn nhìn cái miếng thịt đùi ở đây nhé. Nhìn nó rất là kiểu mỡ màng luôn. Mỡ màng và nó không kiểu nó không bị sơ đâu. Mà cái cách bày trí anh thấy cũng đẹp nhỉ. Cứ mỗi một suất này đều có một cái miếng hành, cây hành dài này. Thế anh lấy cho mập 2 cái bát. Cho mập 12 cái bát. Đặt ra tí lấy cảnh, đúng cảnh. Thế các bạn ở đây thì toàn là chuyên gia lọc gà. Thì các bạn ạ, ngày lọc hàng mấy chục con thì anh nhỉ? Vâng.
Ui, 100 con. Con gà lúc mà lọc ra cái mùi thơm của gà nó bốc lên. Rất là thơm luôn các bạn. Ngày lọc 100 con luôn. Vâng. Mình anh ấy hả? Không, cũng có thêm một vài người nữa chứ ạ. Em tưởng ngày mà anh luyện 100 con thì bây giờ nó phải thành kỹ xảo đấy nhỉ. Với tốc độ khách này một mình lọc làm sao được kịp hết ạ. À, mình xem cái cảnh lọc gà này mình thấy rất là hấp dẫn luôn các bạn. Nhà con gà nhìn rất là béo nhá. Cái này mình có bôi thêm cái lớp mỡ gà lên không anh? Có chứ ạ. Có chút chút thì nhìn là rất là bóng luôn các bạn này. Con gà này chắc nó cũng được khoảng tầm 2 cân đấy nhỉ? Hơn chứ à, anh? Hơn 2 cân nhỉ? 3 cân đấy anh ạ. 3 cân à? Vâng. Nhìn thịt nó rất là chắc luôn các bạn. Nước béo vẫn còn rất nhiều. Đúng vậy nhỉ. Nó hứng toàn bộ thì lượng nước này sẽ đổ vào trong cái nồi lẩu gà. Ấy, rồi nước nhiều nhỉ. Nước béo. Nước này mà húp thì ngọt lắm anh nhỉ. Vâng. Ui giời. Nước này mà kiểu bỏ ra xong pha với cả làm nước chấm thì đỉnh cao luôn các bạn ạ. Kiểu cho thêm gia vị với xong làm thêm tí tiết gà dập vào chấm ngon lắm. Anh ở đây là anh chỉ làm cái khâu là lọc sơ thôi đúng không? Vâng. Xong tí nữa thì chuyển sang bên chị sang bên kia thì chị sẽ cắt. Vâng đúng. Đấy, rồi. Chị bên này sẽ thái miếng này, thái miếng để chia suất. Suất anh chia này là suất bao nhiêu đấy anh? Suất này suất là đặc biệt đấy đúng không? Không, suất này là 100 đấy ạ. Đu lươn ạ. Đây thịt mình thái nó cũng dày nhỉ anh nhỉ? Vâng. Cái dày này thì ăn nó sẽ ngọt các bạn ạ. Mà với A4 còn 2 bát mà với. Còn 2 bát nữa mà. 4 bát mà. VIP 3C 4 bát nhá. Em cảm ơn chị ạ. Vâng, xếp đây chờ em để em còn loát đó này. VIP 3C nhá. Em lấy mua chăn với anh. Chuyển cho cái này vào đấy này, chăn đấy. Vâng, cháu mời cô ạ. Tất cả là VIP 3C nhá. À, không anh ạ, bát này là đùi lườn. Bát này thì là đặc biệt, năm tại vì đặc biệt bên em này thì có cả trứng non, lẫn tràng, tiết mọc. Đâu, năm vỏ đâu vâng, không ơi. Vâng, còn đùi lườn thì sẽ không có. Vâng. 6 này, 7 này, đây tất cả đúng không? Vâng, còn đây là topping ở ngoài thì khách gọi thêm. Xe bơi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vỏ. Em lấy gặp. Cái mọc này của mình là mọc gà hay mọc lợn? Mọc này là mọc lợn, thịt từ làm từ thịt lợn sạch anh ạ. Ăn rất là mềm, giòn, thơm. Minh ơi, đi phở cho cô nè. Thôi, ra đi. Chưa biết đặt của em nhé. Thôi, Quân ơi, có đi phở không? Quân. Nào, ra đi, bắt đầu đi. Cô bảo này, bát bún này cho cô 3 viên mọc này. Trước mắt là bát này 3 viên mọc đó này. Nhiều bát lắm. 3 viên mọc này. Dạ có đấy em này. Phải trộn không? Này, xếp vào cho em bát phở trộn, bát đấy phở trộn. Em ơi. Bát này của bàn VIP 3 nhá, cô nhá. Chay. Cho em bát phở trộn. Này luôn này luôn. Đây. Này. Chưa chân xin chay nhá. Bát hết rồi. Chả có bát nữa này. Này con đây bát phở trộn này. Bát phở trộn đi. Tiếp theo 2 phở nước nữa. VIP 3 nhá. À, this so sorry. Wait for me. Thôi để em nào. Cái này anh có trần không Việt Anh nhỉ? Không trần em ơi, chăm gửi chanh nhá.
Thì nó hiện ra cho cô xin ông muốn ăn bát. Do you want to order like this bowl? This bar, các bạn. Like this one. Đây, like this one. Okay. Nào nhanh lên đừng lấy nước nữa cháu. With this one. Nước bỏ lại đi. Yes. Tất cả là của VIP 3 này cháu ơi. Thế bát này có VIP 3 không? Tất cả VIP 3 đây đây, mang ra đây, anh nhớ cho. Thế 4 bát hả cô? 4 bát à? 4 bát thì làm nhấc cho mọi người đi. Đây vào đây là xong. Đây để đây. Em cứ đặt xuống đây. Nhấc cái bát này lên. Nhấc cái bát này lên. Bát nào. Rồi. Đúng rồi, mày gọi cứu lấy chị đấy, chị chết giữa đường. Vào đi cháu. Mình ra đi cho cô hai bát này. Chan nhá. Lấy gì? Lấy trộn nào. Minh ơi bàn 3C này. Cảm ơn ạ. 3C chan đi. 3C. 3 mọc về chưa được đâu. 3C là. Chị cấu ra nào. Chiều vậy. Của ông Tây là phở lùi lượn mọc đấy. 3C này. Có mọc không? Không. Không nghĩ em là có phải đầy đủ không? Đây à, đây à. Đây đúng mà có phải đầy đủ không? Bổ sung rồi em. Cứ mang sang thì đỡ trả. Không. Còn quân lấy bốn miếng mọc đây cho anh, cứ một muôi các một muôi ra đây. Ôi, đợt này nhà mình lắm nồi đấy em. Trước anh đến có 3-4 nồi, hôm nay nhiều nồi hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Đây các nồi đây là như nào đấy em? Anh ơi, nồi đấy là nhà em là đây là một nồi xương, nồi hầm xương ạ. Hầm xương lấy cái nước dùng này để pha phở gà. À. Còn đây là nồi nước luộc gà nhà em. Mình sẽ kết hợp giữa nồi hầm xương này và nồi nước luộc gà này để đưa ra một cái nước phở gà. Đây luộc gà thì nhà em có, luộc là có mấy nồi? Nồi này có này. 3 nồi anh ạ. Nồi này này. Vâng, nồi này và nồi này và nồi kia. Kia. Thế còn nồi trong cùng kia? Nồi trong cùng vẫn là một nồi xương anh ạ. Hai nồi xương nhà em hầm rất là nhiều nước xương ấy anh. Vâng ạ. Chưa là 4 cái nhưng mà bây giờ là mình thấy là có bắt thêm một cái bếp ở đây nữa để vâng ạ. Tăng cường đúng không? À, vâng. Tăng cường bây giờ là đây bán là nhiều hơn này hả? Số lượng khách nó tăng lên thì nhà em phải tăng cường cả nồi về nồi xương và nồi luộc gà nữa. Thế cái này nồi hầm này thì như nào đấy? Nồi hầm này là nhà em là có xương ống cả xương heo và xương gà đi anh. Ngoài Ninh ở đây ra thì sẽ có một nồi rất là to ở trên tầng 7. Khi nước ở đây hết thì là sẽ lấy nồi trên đấy để đảm bảo làm sao cho nước nó được ngon nhất đấy. Cái nồi xương nhà em thì là đây có giã xương gà và xương lợn rất là nhiều. Nhà em đã ninh nồi xương rất là lâu để làm sao mà nó là được một cái nồi xương nó đạt chất lượng và hiệu quả nhất. À, chân gà thế thứ là cả chân gà em lọc xong là em ném hết vào đây. Lọc xong em cho vào đây ạ. Thế còn cái lượng xương lợn xong và xương gà thì có tỷ lệ 50-50 anh ạ. 50-50 à? Dạ vâng. À, thế xương lợn đây thì em sẽ sử dụng những cái xương gì? Xương lợn đây là phần nhà em là xương ống để tạo độ ngọt cho cái nước phở này anh. À vâng. Thường là có rất nhiều những cái loại xương khác nhưng mà mình chọn chủ yếu là nó là đây. Cái xương ống ấy nhỉ, hầm rất là lâu để làm sao mà cái nước phở nó được rất là sánh và quyện và ngon nhất ấy. Như là lưng gà này, lưng gà và chân gà nhà em lọc xương xong rồi thì là cho đây để hầm lấy nước. Đây như xương ống đấy anh, xương ống đấy. Tất cả những cái chân gà, cái xương gà thì đều được hầm vào nồi nước này. Giờ giới thiệu một chút qua về cái công thức phở trộn nhà em ấy thì sẽ có nước mắm và đường và giấm. Và đây là một ít nước lọc để cái nước lọc làm sao khi mình vào đây nó sẽ tạo nên cái vị thanh hơn đấy, nó không bị gắt của nước phở trộn. Đây là nước mắm này, nước mắm và đây là một lượng giấm vừa đủ thôi. Và đây một lượng nước lọc. Còn đây là đường tinh chế. Rồi khi mình cho vào đây rồi thì là mình sẽ cho lên bếp và đun anh ạ. Khi mình đun là tan ra đấy. Vâng, mình đun mình sẽ đun một thời gian nhất định để làm sao mà nó đạt được cái độ sánh và là cái mùi hương của nước mắm ấy nó vẫn lưu lại được mùi hương thơm để khi mình trộn nó bát phở nó được cái vị thơm ngon nhất. Em cho đun này nhá. Thì là mình sẽ đun với cái lửa rất là vừa thôi và mình sẽ ngoáy đều như này để làm sao khi có đường ở dưới đáy rồi nó không bị bén, nó không bị bén đường. Mình để bén đường thì nó sẽ không được cái mùi vị thơm ngon ấy anh. Ngoáy rất là đều và đun với lượng lửa rất là nhỏ. Mình đun được một khoảng thời gian nhất định để cho cái nước này nó đạt cái độ sánh ấy anh. Thì khi mình trộn vào phở nó sẽ rất là quyện. À, anh ngửi rất là rõ cái mùi giấm bốc lên. Đây là một phần quan trọng để nó không bị cái lượng đường nó bị bén ở dưới đáy nồi và để chúng cũng một phần là để cho cái lượng giấm nó bốc ra, nó bốc đi, bốc hết đi ấy. Mình đảm bảo là cái lượng giấm cũng bốc đi rồi để khi mình thành phẩm một cái nồi chỉ còn lại hương vị của nước mắm, nó không bị cái khi mình ra bát nó phở trộn nó không còn được cái mùi giấm nữa mà chỉ còn lại hương vị của thơm của nước mắm thôi.
Đấy, bây giờ nó đã gần sánh sánh rồi đấy anh. Để khi một lúc nào sôi là một lúc là nước thì nó sẽ quẹn lại. Đấy anh thấy bây giờ là nó sẽ không còn cái mùi giấm nữa, mùi giấm nó đã bớt đi rồi. Đúng rồi đấy. Vâng. Chuẩn chuẩn. Đấy khi nó bắt đầu nó sôi rồi thì mình sẽ cho nhỏ lửa đi anh. Nhỏ lửa đi để đấy và để nó sôi trong thời gian một lúc. Cái mục đích sôi này là để nó quẹn. Một phần là đạt cái hương vị mà tốt nhất cho cái nước phở trộn này. Bây giờ khi nó đã mình đã đảo tan đường rồi thì thời gian này thì mình cứ để cho nó sôi và không cần phải đảo bằng muôi nữa. Thì như này mình vẫn cứ phải để cho nó lưu diêu. Vâng, để cho lưu diêu một lúc anh ạ, để cho cái nước nó quẹn hơn đấy. Nó quẹn hơn thì mình trộn vào cái bát phở nó sẽ rất là quẹn và thơm ngon. Nếu mà như thế này mình đã cho ra luôn rồi thì là cái bát phở khi mình trộn lên thì nó không có cái độ quẹn, không có cái độ sánh. Anh, cái nồi này của em bây giờ xong thì em sẽ tắt bếp đi và để nó ra ngoài. Đấy, đây là bây giờ nó rất là sánh đây. Em bỏ anh cái suất thịt gà ra ngoài. Đây, cái nước này mình bây giờ có phải pha thêm cái gì để thành cái nước anh, phở trộn không? Mình không pha thêm gì nữa. Đây, cái nước phở trộn này của em thì là em đang đun rất là nóng thì nó cũng giống như cái nước này thôi. Bây giờ mình trộn thì tí em sẽ đổ thêm vào đây để cho nó đầy cái lọ lên. Tí nữa là em chỉ pha với cả xì dầu với cả là một ít dầu thôi là mình sẽ kết hợp với cả xì dầu nữa. Vâng ạ. Còn đây hai cái nước này và cái nước này là một rồi. Tí nữa nó cái nước này em đợi nó nguội em sẽ đổ vào đây để cho nó đầy lên thôi. Bát phở nhà em trần là nước lúc nào cũng để đạt một mức độ sôi nhất định ấy. Còn bánh phở mình sẽ trần một thời gian nhất định để làm sao cho bánh phở nó chín, nó quẹn. Khi ra một bát phở là nó sẽ đạt hương vị ngon hơn. Đây như bánh phở trần đấy, như vậy là sẽ lên và để một thời gian cho nó róc bớt nước đi. Bánh phở là mình trần tuyệt đối là rất là róc nước để khi vào bát phở nó không sẽ bị phai vị của bát phở đi. Còn để cái phở nó sẽ có được vị chuẩn nhất định, rất là ráo nước. Rồi là mình sẽ cho vào bát phở như vậy. Em đã giới thiệu qua về công thức mình trộn một bát phở trộn nhà em. Thì ra như lúc ấy là mình đã có một cái nước nồi nước là như lúc mình đun trong nhà đây anh. Đây là nước đấy. Và xì dầu, lạc và một lượng dầu nhà em đã qua tinh chế và rồi. Và giá đỗ và rau mùi và rau thơm. Và đây, em trộn một bát. Đây, một bát phở như này thì mình sẽ cho một lượng 2/3 cái nước mình vừa đun ở trong bếp đây anh. Đây vào đây. Và 1/3 muỗng nước xì dầu. Thế em dùng vâng cái thìa này làm cái vâng, đo. Vâng, cái thìa làm cái đo vâng ạ. Và sẽ dùng nửa muỗng dầu để cho vào đây làm sao cho cái bát phở mình trộn lên nó rất là bóng và thơm ngon. Bởi cái dầu này nhà em đã qua tinh chế rồi nên rất là thơm. Ừ. Đây, cái dầu này chắc là dầu gà đấy đúng không? Vâng ạ. Đây mình đã trộn bát phở lên làm sao cho nó tất cả các gia vị của nó ngấm vào hết bát phở. Đấy, khi mình trộn xong bát phở nó sẽ rất là đều, nó không bị là đều gia vị hết. Nhìn cái màu thì mình biết rồi. Và khi trộn xong rồi thì mình sẽ cho giá anh nhá. Đây. Giá mình sẽ để vào một góc rất là gọn để khi mình để thịt vào nó sẽ không bị đè lên những cái đây. Một lượng lạc. Đây, rau thì em có hai loại rau nhá. Rau mùi và rau này. Cái rau này mình cho vào thì mình cũng sẽ để gọn là một góc để khi mình đặt thịt gà lên thì nó sẽ không bị đè lên những cái này. Và khi mình đã trộn xong các cái này rồi ấy, thì là mình sẽ cho thịt gà vào đây. Đây, thịt gà mình sẽ gạp vào đây. Và đấy. Và như vậy nó sẽ hoàn thành một suất phở trộn. Và mình có thể dùng được luôn. Như bán này nhà em thì bán ra bây giờ là bán ra bây giờ là 120.000. 120.000. Dạ vâng ạ. Đây là nó có quy định là cái phần đấy là phần thịt gì? Không, có quy định là sẽ có tim đầy đủ. Tim gan lòng mề và trứng non. Và phần thịt đùi và thịt lườn. Vâng ạ. Là 120.000 là 120.000 sẽ có thịt đùi và thịt lườn. Vâng ạ. Và tim gan lòng mề trứng non đầy đủ. Và khi bát phở này sẽ kèm theo một miếng mọc và một miếng tiết đó ở ngoài kia và sẽ đi cùng đây là một bát nước ăn này, nước để dùng ăn với phở. Đây bát nước để ăn kèm phở trộn thì em sẽ bao gồm có đầy đủ anh nhé, như bát vừa rồi là sẽ kèm theo một miếng tiết và một miếng mọc và mình sẽ chan một lượng nước rất là vừa thôi để cho đấy. Khi chan xong rồi thì mình sẽ thêm một hai giọt nước béo nhanh nhé, nó rất là thơm và dùng rất là ngon. Đây mình sẽ thêm một miếng tiết và một mọc và một bát nước dùng ngoài để làm sao để một bát phở trộn nhé, bao gồm là sẽ có như thế này.
Nhìn ngon miệng ghê. Dạ vâng ạ. Đấy, hôm nay thì mình sẽ mời Yến với cả Dũng ăn cái món phở là đắt gần như là nhất Hà Nội. Đây, ở đây thì người ta cũng có cái menu cho mình các bạn này. Menu thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà trong này thì các bạn có thể thấy là người ta có mức giá cho phở này, vừa phở trộn với cả phở nước đều có giá là cho đến 150.000. Nhưng mà bên cạnh đấy các bạn có thể nhìn thấy phở bình thường ấy thì có giá là 80 đến 100. Còn người dân ở đây thì khi mà đến quán này thường là những người mà người ta cũng có kiểu điều kiện một tí các bạn. Ok anh xin. Dũng tay ấy. Riêng phở gà ngày hôm nay thì mình gọi, mình sẽ mời Dũng với cả Yến bán 150.000. Đây Yến ơi, em ăn trước đi. Kèm theo đấy thì Dũng thì hôm nay lại đến đây lại ăn xôi. Mình thì mình gọi phở trộn với cả phở nước để ăn test luôn. Mục đích hôm nay thì mình đến đây mình ăn phở gà, phở nước thôi. Đấy, nhưng mà bạn thì có thêm phở trộn thì mình cũng muốn là review thêm cho các bạn xem là cái phở trộn ở đây thì nó như thế nào. Phở trộn thì mình chỉ gọi một bát 120.000 thôi. Để xem với cái mức giá mà ở mức phổ thông, không phải là cao nhất ở đây, thì cái bát phở nó như thế nào ấy các bạn. Em một lắm cũng không ăn xôi. Hôm nay em muốn thử trải nghiệm ăn xôi ở quán này xem như thế nào ấy. Rồi thì cứ thử xem. Thế còn anh thì hôm nay là anh mời em là phở rồi đấy. Nhưng mà em thì em thích ăn xôi thì em cứ ăn thôi. Đây đường các bạn thấy là đến cái giờ này mặc dù nhá là quán đây bắt đầu là người ta đông khách lên rồi, với cả mọi đường xung quanh đông rồi, nhưng mà đường này bao giờ nó cũng kiểu là vắng vắng như này các bạn. Ok, anh xin nhá. Cái xôi thì em của em sau một tí nhá. Đây phở trộn này hả? Tí nữa nếm thử luôn phở trộn. Đây nhá. Là phở trộn này. Mọi người mỗi người một miếng thử cái phở trộn này đi. Ừ. Đây các bạn này, mình nhìn thử xem là cái phở trộn đây như nào nhá. Đây là có đùi, mấy cả lườn. Đấy, miếng đùi thịt ở đây thì người ta thái nó rất là dày. Nhưng mà miếng thịt gà cảm giác là nó vẫn còn đang rất là ướt át ấy, như kiểu là cũng mới vừa được thái ra. Quán đây thì người ta bán đông khách mà, thế nên là người ta quay vòng nó nhanh. Nếu mà để lâu thì nó sẽ bị khô các bạn ạ. Trong này thì có miếng tràng trứng, à trứng này. Đấy, gan này này. Gan này, có gan này. Rồi, có tim này, có nửa quả tim các bạn ạ. Có mề này. Tức là sẽ có một chút lòng bề ở trong này. Ừ, đây, một bát nước này. Mình thấy quán ở đây cái ưu điểm là người ta làm cái cách thức mà người ta bày biện món, mình thấy là nó cũng rất là chuyên nghiệp ấy. Ví dụ các bạn thấy là khi mà ăn phở trộn là các bạn sẽ được gọi cho thêm một bát nước, nhưng mà nước thì người ta sẽ không bày trí như này. Trong này thì người ta cho mình là một miếng tiết này, kèm theo đấy là một miếng mọc này. Mọc này chắc là cũng chỉ là giò sống thôi. Cái miếng giò sống thì tí nữa mình sẽ trải nghiệm luôn ăn xem nó thế nào. Cái phở trộn này ở đây thì mình phải ăn sớm, nó không là nó khô. Đúng rồi. Trong lúc Dũng chờ xôi nhá, anh em mình thử cái phở trộn này đi. À, xôi của anh đây đúng không? Bát xôi này em gọi là bao nhiêu nhỉ? Em ơi, bát xôi này bao tiền nhỉ? 120.000. Nói chung về giá thành ở đây. Bát xôi đây 120.000. Về giá thành ở đây thì các bạn cứ phải xác định là đến đây ăn là giá cả nó hơi cao đấy. Nói chung là mình thấy cũng thuộc diện top 10 là ăn thôi đấy. Chắc là bát xôi đắt nhất thì em sẽ từng ăn đấy nhỉ. Bát bát xôi đắt nhất mà Dũng từng ăn. Đấy, hôm nay thì anh mời cậu đấy, cậu xem trải nghiệm xem. Nhưng mà đây, anh em ăn ngay đi, thử đi. Vâng. Yến này. Yến thử. Mời các bạn nhá. Trộn cái thịt gà này vào cho nó quện một chút nước sốt. Ừ. Ăn cũng được. Yến ơi, em thử đi. Xem nào. Cái sốt đây là nó đã thấm vào cái bánh phở ấy, nên là cái bánh phở nó đổi màu rồi. Ăn luôn miếng thịt gà. Miếng thịt này to. To nhỉ. Em ăn thử thịt gà đây xem. Chọn. Cả đây thái to quá. Thịt gà đây ngon. Mềm. Thịt gà chắc các bạn ạ. Miếng ăn của anh nó vừa có ít da này, vừa có ít mỡ này. Ăn nó béo béo. Đúng rồi. Cái gà này rất thơm ấy. Gan thì khá là giòn. Cái nước sốt này không, nó không bị dậy quá nhiều cái vị của xì dầu. Ừ, đúng đúng. Chua chua. Vị nó hơi thanh. Đúng chua rồi. Chua thanh, không bị lộ vị giấm. Đúng rồi. Khi mà lúc mà ngọt bạn đun lên là nó đã bay hết mùi giấm rồi. Ừ. Ngon.
Em ăn này có cảm giác là hơi bị hơi đậm đậm một xíu. Nó hơi đậm một chút đấy ạ. Hơi đậm tí nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Ăn này ngon đấy. Bạn nào mà thích ăn cay mà có thể cho tương ớt vào thì là nó sẽ đậm hơn đấy, bởi vì là trong tương ớt nó có một chút gia vị rồi. Ừ. Mình thấy là cái phở trộn ở đây thì cái nước sốt người ta ấy, pha là cái độ chua ngọt nó cũng khá là vừa. Nó cũng nổi bật đấy nhỉ. Đúng rồi, cũng nổi bật đấy, nhưng mà nó hài hòa, nó hòa quyện với nhau, nó không bị lộ đường. Cảm giác là mình không cảm nhận cái vị của đường hay là vị của giấm, mà nó hài hòa. Nó không nổi trộn cái vị gì lên đấy ạ. Không nổi trộn đúng rồi lên. Mà người ta làm nó khá là đậm đà. À, một bát này 120.000 thì cũng hơi cao nhỉ. 150.000 bát này của mình là 150.000 đấy. 150.000 ăn ngon. Mua anh em làm miếng đi. Thịt gà ăn giòn. Yến bản thịt gà ăn giòn các bạn ạ. Đấy, rồi mình trứng đấy. Trứng này thì mình ăn với cả phở nước là mình sẽ thích hơn. Thôi cho anh xin miếng trứng này nhá. Okay. Cho đây thả đây. Đây, em có miếng chảng đây rồi. Cái này mà mình ăn ấy, mình cho thêm một chút cái rau thơm vào lên này. Nó rất là dậy cái vị của gà ấy. Cái bánh phở này thì nó không mềm, nó quyện, nó thấm hết cái nước sốt này rồi. Ăn cảm thấy là cái phần bánh phở này nước nó cũng khá là đậm vị này các bạn này. Đúng rồi, nó không bị nhạt thôi. Ừ. Em ăn một số quán thì nó sẽ đậm hơn luôn. Ừ. Chính vì nó đậm hơn nên là nó làm nó bị mặn. Cái này thì khá là vừa đấy. Ừ. Nói chung là đậm đà thôi, mình nói là khía cạnh đậm đà không mặn lắm. Thôi, bây giờ anh chén là cái này đây. Thôi giờ mình ăn ra cái phở nước các bạn ạ. Đây. Ngồi dần vào đây, ngồi dần vào đây, chờ những việc khó lắm. Ngồi dần vào đây. Riêng cái phần nước ở đây thì cái nước của nó rất là thanh. Nó rất là thanh và nó dậy cái vị của xương gà, nước luộc gà ấy các bạn. Em thấy cái nước phở này có đậm không? Em thấy có vẻ đậm. Nước phở ở đây người ta làm cũng đậm đà đấy. Đậm anh ạ. Một bát phở các bạn nhìn này, nó rất là... Nhìn rất là đầy đặn luôn các bạn ạ. So với mức giá 150.000 thì mình thấy là giá nó cũng hơi cao. Nó hơi cao. Không ăn nhanh, bạn Yến bạn ăn xong hết rồi. Bạn ăn xong hết, bạn ngồi bạn nhìn thì mình ăn. Bát xôi của em topping cũng khá là giống cái mấy bát phở đấy anh ạ. Ừ, nó cũng có trứng, nó cũng có trứng, chàng trứng, chàng có trứng, có lòng mề. Chung là một bát đây thì nó gần như là nó cũng đầy đủ. Trong này của mình nhá, có thịt đùi này, có thịt lườn này, có mề này, có mề gà, có tiết, có mọc, có đủ hết luôn. Ăn cái tương ớt đây là thơm. Thơm hiệu. Tương ớt thơm. Cái nước dùng này hơi đậm, có lẽ là vắt thêm một chút chanh mà nó sẽ... Hơi đậm đấy, người ta làm đây là hơi đậm đà đấy. Mình ăn thì rất là vừa, nhưng mà bạn nào mà ăn nhạt ấy thì các bạn sẽ thấy là nó có thể là nó sẽ hơi mặn một tí với cả các bạn. Thì lúc ấy là các bạn nên là báo trước với cả quán là người ta làm giảm bớt cái phần gia vị lúc mà người ta cho vào đi. Thì các bạn ăn nó sẽ vừa hơn. Xôi đây rất là mềm các bạn. Ở đây họ đồ xôi rất là mềm và cái hạt gạo nó vẫn còn nguyên, nó không bị nát cái hạt gạo đi. Nó vẫn tơi ra từng hạt gạo. Em ăn thấy sao? Cảm thấy đậm đà không? Em ăn thì em vừa. Làm vừa hả? Mình thích là cái tương ớt ở đây, tương ớt là thơm. Thực ra là mình nghĩ là với một bát 150.000 ấy, thực ra bạn nào mà ăn ở mức độ vừa hoặc là ăn ít ấy, thì chắc chắn là mình nghĩ các bạn không ăn hết được cái bát này đâu. Các bạn nên gọi một bát nó rẻ hơn 120, hoặc là thậm chí là người ta có phở bình thường là 80.000 ấy, thì lúc ấy là cái phở, cái thịt nó ít đi, thịt này nó nhiều quá. Thịt này cho rất nhiều thịt đấy. Rất là nhiều thịt luôn. Đương nhiên là so với giá thì mình nghĩ là vẫn cứ cao rồi đấy, nhưng mà thịt thì nhiều quá. Em
Đây mình ăn mà nó còn đầy như thế này, cảm giác như là thịt với cả bánh phở, thịt nó còn nhiều hơn bánh phở. Nó đầy, nó chất quá các bạn. Xôi của em cũng, em toàn cái thịt thôi, không cái xôi mấy. Nhiều thịt đúng không? Không, là mình thấy là cũng có nhiều người là có cái thói quen là không muốn ăn nhiều thịt đâu. Thịt nó chỉ là cái bổ sung thêm để nó ăn, nó tạo thêm cái hương vị cho cái miếng ăn của mình thôi. Còn nhiều thịt quá mình nghĩ có thể là chưa chắc là nhiều bạn đã thích. Thế nên là các bạn có thể là những cái suất này mình thấy là nó hơi nhiều ấy. Tuy nhiên thì ở đây thì nó lại có một cái lợi thế là như này này. Người dân ở đây người ta rất chăm tập thể dục. Người ta chăm tập thể dục vào buổi sáng ấy. Thế nên là khi mà người ta tập thể dục xong rồi thì cơ thể nó rất là cần cái dưỡng chất để nó bổ sung, nó bù đắp lại những cái phần calo đã mất đi ấy. Thì người ta ăn một bát như thế này thì người ta lại cảm thấy là nó lại nó đủ phù hợp, nó phù hợp, nó đủ. Còn nếu như mà kiểu bạn chỉ đơn thuần bình thường, bạn ăn những bát ăn bình thường hàng ngày, bạn ra đây bạn ăn, bạn sẽ thấy cảm thấy nó hơi nhiều dưỡng chất, hơi nhiều dưỡng chất với cả hơi nhiều thịt. Ở đây sẽ là cái trải nghiệm cuối tuần mọi người đi chơi, lên trên phố đi bộ chơi mọi người ăn. Chứ còn nếu mà để ăn thường xuyên là cũng ngoài nhà phở đúng không? Anh Khoa thì đến mấy năm rồi mới quay lại ăn nhỉ? Đến anh năm mình là một năm rồi. Trước đây mình một năm trước là mình quay rồi, chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Nhưng mà em có để ý, hình như là ở trong này là cái lá chanh là hơi ít đúng không? Em có thấy lá chanh không? À, nãy hình như ở đây có bổ sung lá chanh lên. Lá chanh kia anh ạ. À, quên. Ở đây người ta cho một cái lọ lá chanh bên ngoài. Đấy, thế mình ăn cái này mình không thấy lá chanh, mình không thấy hương lá chanh. Em có thêm tí lá chanh không? À, cho rồi à? À, Lu ơi cũng biết cho rồi hả? À, ở đây người ta có cho thêm về chấm đấy à? Tự mình pha nhỉ? À, tự pha. Nhiều thịt quá nên chấm riêng nhưng mà làm ăn được chấm riêng để chấm với cả thịt. Phải xem cái miếng mọc này ăn. Em thấy họ ở đây họ đánh giá cao về cái mọc này. Cái mọc ăn rất là xốp, ăn xốp mềm. Ăn xốp mềm và thịt người ta xay khá là mịn đấy. Người ta xay khá là mịn. Anh nghĩ là sẽ có người thích, có người không thích đâu. Vì anh thì anh thích ăn cái dạng mọc mà nó xay dối. Nó xay dối, nó vẫn còn cái miếng từng cái hạt thịt ấy. Mọc anh như kiểu là mọc gà nhá. Chứ không phải mọc lợn. Cái thịt nó có vẻ nó hơi đúng rồi, bở thịt hơn. Nó hơi bở hơn thịt lợn ấy. Nó hơi bở hơn. Cái ớt này rất là cay. Ôi, cay ngon đấy. Ăn này miếng ớt ngon. À, anh ạ. Ở đây thì xe thực ra các bạn có chỗ để xe, có chỗ để xe ô tô, xe máy thì để thoải mái mình chơi được. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày phố đi bộ diễn ra ấy, tí nữa thôi là người ta sẽ chặn hết, các bạn không vào được. Vâng, cái đường hàng trống ở phía em bên này, bên này hàng trống đúng không? Cái đường bên này này các bạn đi xe máy vào được, nhưng mà người ta chặn barrier ngay đầu kia rồi, thì các bạn xe ô tô thứ các bạn phải để hết ở phía bên ngoài. Người ta đang nhắc xe à? Ăn ở phố cổ này hơi bất cập các bạn ạ. Xe cổ thì ngày bình thường thì các bạn để xe được ở đây thoải mái, nhưng mà cuối tuần thì nó hơi căng. Nhưng mà có một cái anh thấy này, cái phở này người ta ấy, nó mềm nhưng mà để một lúc lâu ấy, ăn chậm một tí là nó sẽ đứt ngắn ra này các bạn này. Đây là bánh phở người ta không kiểu người ta dùng ít cái chất bảo quản ấy. Đúng rồi, với cả là cái nước dùng nó nóng ấy ạ. Mình ngâm cái bánh phở ở đâu thì nó sẽ dừ đi. Đúng không? Còn đến thời điểm này thì mình ăn mình cũng tương đối là ngang dạ đấy, mặc dù là lúc ấy mình cũng có ăn vài miếng cái bát phở trộn này. Nếu mà không ăn thì chắc bây giờ mình sẽ ăn được như này, còn sức của mình ấy, nếu mà ăn hết một bát phở này thì nó cũng khá là no đấy các bạn.
Đây mình thấy ăn miếng này. Đây các bạn, mời các bạn nhá. Đây lúc này mình ngồi ăn đây thì bên trên kia cũng chật bàn rồi, ở dưới này thì cũng đầy bàn, người ta khu nhìn sang bên này. Đây, cả bên kia các bạn nhìn kìa. Hôm nay bọn em lên đây chạy bộ à? Thế à? Thế có giải gì đấy? À, thế là mình là bên ngân hàng ấy hả? Vâng ạ. Đúng rồi, thật là anh thấy bọn em mặc đồng phục vào đây nhiều đấy. Có hay chạy cái này không? Một năm hai lần à? Thế bọn em có hay vào đây ăn không? Ai hay vào đây ăn nhỉ? Có anh ạ, một tuần vào phải ít nhất là hai lần ạ. Ui giời ơi. Thế à? Thế chắc là nhà cũng gần đây đúng không em? Đấy, bây giờ các bạn thấy là quán lúc nào người ta cũng đông như thế này. Thực sự đây là một trong những cái quán mà mình thấy nó rất là đặc biệt ở Hà Nội. Mình đang phỏng đoán thôi về lý do mà khiến cho người ta đông khách như thế. Thứ nhất là ở đây là người ta có rất là có lợi thế, là người ta ở ngay bên Hồ Hoàn Kiếm nhá. Nhưng mà lại trong cái khu phố này, để xe cộ là, mình nghĩ là quanh cái phố Hồ Hoàn Kiếm này, chắc là cái khu phố này để xe cộ là thoải mái nhất. Thì có cả một dãy xe cộ này, cái luồng giao thông qua lại thì không nhiều, nhưng mà lại rất là thuận tiện để đi ra cái Hồ Gươm này. Đấy là cái lợi thế mà vô cùng lớn của quán. Cái thứ hai đây là cái luồng khách du lịch ở đây người ta cũng rất là nhiều. Mà một cái nữa đấy là mình nghĩ là cũng là do chất lượng thôi. Người ta bán cái sản phẩm mà người ta bán giá cao như thế, và người dân người ta quay lại người ta ăn theo cái tần suất cũng rất là lớn như thế, thì các bạn phải nghĩ là chắc chắn là chất lượng người ta nó ở mức nào. Về quan điểm cá nhân của mình thôi thì mình nghĩ là về cái phở nước ở đây thịt nhân mình thấy rất là ngon luôn. Cũng giống như lần trước thôi, gà ghiếc, gà ở đây thì thịt gà nó dai chắc, ăn nó thơm. Người ta thái miếng dày nó cảm giác ăn cũng rất là đã mồm. Mình chỉ có một cái thôi, đấy là mua cái suất 150.000 thì cái gà nó quá là nhiều. Ăn thực sự là một suất đấy ăn rất là no luôn các bạn. Đấy, còn về cái phở trộn mình ăn mình cũng thấy là ngon. Nhưng mà sẽ có một số bạn thì khi mà ăn phở trộn các bạn sẽ thấy là cái nước phở trộn này có vẻ như là nó sẽ hơi bị đậm một tí. Nhưng đối với mình thì mình thấy là hương vị nó khá là phù hợp. Bánh phở ở đây thì người ta làm bánh phở mình cảm thấy là ăn cũng rất là yên tâm. Thì khi mà ăn lâu nó bắt đầu nó nát nát như thế là mình rất là thích cái kiểu đó là như vậy. Còn về xôi thực sự là bạn Dương lại bạn ăn thì mình cũng không có gì cả. Nhưng mà về giá thì đúng là quán này thực sự là mình nói thật vẫn phải gọi là cái từ nói đắt thì nó hơi quá mồm, nhưng mà nó cũng cao, giá nó cao. Các bạn cứ xác định đến đây luôn thì để mà ăn một bát mà các bạn cảm thấy là ngon miệng nó rơi từ 120-150.000 đó. Nhưng mà thỉnh thoảng các bạn ăn thôi thì ok, còn nếu mà thường xuyên ăn có lẽ là mình cũng có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác cho mình ở quanh đâu đấy, quanh đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.